Tôi xin chào mọi người quay lại trở lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có nhận con máy của một ông anh ở tỉnh gửi cho mình. Và ông ấy kể mình rằng là ông ấy ngồi và đang làm thì là ông đẩy xuống chẳng may ngồi và vỡ màn hình như này. Nhưng mà tình trạng là không lên được nữa. Và như mình đã test thì mình đã nhấc chân collect màn hình ra thì mình đã test thì nó vẫn còn lên các bạn nhé. Là cái máy này là tình trạng bị vỡ hỏng màn hình nhé. Và hôm nay mình sẽ làm video mà phục hồi lại chiếc Samsung Z2 Bright này. Đây là dòng Samsung Z2. Và ông anh của mình còn là có nhờ mình này. Ông anh có nhờ mình là thay luôn hộ vỏ cho ông ấy nhé. Hình thức là máy là vỏ xấu. Và ông anh có nhờ mình là thay hộ vỏ luôn giúp anh nhé. Đây là mình đã có mua vỏ đấy ạ. Đây mình đã mua vỏ đấy ạ. Và đây là màn hình của Samsung Z2 Bright. Và đây là cảm ứng của Z2 Bright. Màn hình của Samsung Z2 Bright sẽ chia ra hai phần nha các bạn nhé. Một phần là hiển thị sẽ nằm ở bên trong, và một phần là cảm ứng kính liền cảm ứng ở bên ngoài. Ví dụ các bạn vỡ màn hình mà vỡ kính này bên ngoài thì các bạn có thể thay được, giá chỉ 200.000 quay về thôi. Vỡ cảm ứng đây, còn hiển thị bên trong vẫn đẹp thì các bạn có thể thay kính ở bên ngoài, mà hiển thị bên trong mà bị vỡ chết hoàn toàn đấy thì các bạn chỉ có thể thay cả hai nhé, thay cả bộ luôn nhé các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ làm video thì phục hồi lại chiếc Samsung Z2 Bright này với cả thay cái vỏ luôn cho các bạn xem nhé. Đây ông anh mình ngồi chỗ nào mà rất là mạnh các bạn ạ. Đây, mình sẽ vặn ốc ra, mình sẽ tháo màn sau, bây giờ mình sẽ vặn ốc cho các bạn nhé mọi người nhé. Ốc Samsung thì rất là to, khỏe. Nhưng mà được cái thì lại rất ít ốc, con này thì lại rất ít ốc các bạn. Máy này thì đã tháo ra, đã sửa gì rồi nhưng mình không biết. Đây, tem FPT này, tem Samsung này. Không biết đã bi bảo hành gì rồi. Lột ra mình xem luôn bên trong là đã tháo ráp gì chưa. Các bạn nhìn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh giúp mình và share video giúp mình nhé. Mình sẽ phục hồi thay vỏ luôn con Samsung này cho các bạn xem. Cũng khá xinh này, mất khoảng khá phút đấy các bạn ạ, chứ không phải đơn giản. Mình từ vặn ốc nhấc lắp vào, phục hồi cân chỉnh. Các bạn ở nhà thì có thể là nếu mà bị chết hẳn màn hình ấy thì các bạn có thể là tự đi mua về thay cũng được. Vì thay mình thấy nó cũng, các bạn tự làm thì cũng làm được đấy, tại vì màn hình Samsung nếu mà chết cả bộ thì các bạn làm được, nếu chết cả bốn không thì các bạn không làm được đâu nhé. Dự như chết cả bộ thì các bạn cần cạnh chân collect ở đây này, các bạn đi được rồi, điểm cựa ở đây thì các bạn nếu cạnh này ra và nhấc cái này ra. Và mình đã vặn ốc hầu như là xong hết rồi, bộ ốc mà thì chưa chịu ra nhưng mà thôi mình thấy. Và đây các bạn cạnh màn hình ra thì các bạn cầm một cái bách, một cái vật mà nhỏ thì các bạn click vào đây, lách đằng nào vỡ rồi thì cho nó vỡ luôn các bạn. Để chia ra hai lớp như này các bạn nhé. Mình sẽ để nó hôm ra. Đấy. Màn hình Samsung thì nhưng mà các bạn thay ở nhà này các bạn phải có keo chứ không phải là không tự các bạn thay được đâu. Đấy. Các bạn phải có keo như này. Đây và mình sẽ lắp màn khác và mình sẽ thử, mình sẽ vệ sinh qua. Đây mình sẽ vệ sinh qua. Đây là mình sẽ vệ sinh qua keo.
Ok, và mình sẽ lắp màn và mình test nha các bạn nhé. Không biết là cái màn nào được, cái màn này không được, cái màn khả năng lỗi. Mình đây là kính là mình sẽ lắp cả bên màn vào để test. Đây các bạn, ví dụ có mua ở nhà là các bạn phải có keo nhé. Đấy, các bạn tự thay. Keo tự thay cho các bạn. Đây, tự thay và lắp màn vào. Đấy, và chiếc Samsung của mình đã lên rồi các bạn nhé. Vâng, và đã lên nhá. Và mình sẽ vuốt. Ông ấy còn đã nhắn tin cho mình mật khẩu rồi, mình sẽ vuốt. Rồi ạ. Mình sẽ test cảm ứng. Đa nhiệm ok, trở về ok. Home ok. Mình sẽ test cảm ứng. Mình đã test cảm ứng cũng ok luôn các bạn nhé. Hiển thị ok và cảm ứng ok, màn ok nhé. Thì vì cảm ứng Samsung này mình thấy ít, cực kỳ lỗi lắm, trừ khi các bạn làm rơi vỡ hay ngồi tì đè vào thôi, cả màn hình cũng thế. Thế còn để tự học thì nói chung mình thấy cực kỳ là khó các bạn nhé. Nói chung là các bạn nhìn thấy làm mình làm này thì nó dễ thôi, nhưng mà thực ra lúc đi vào thực tế nó khó lắm các bạn, chứ không phải là dễ như mình đang nhìn thấy đâu. Đây mình sẽ cạnh loa. Mình sẽ cạnh loa các bạn. Đây, bộ mới thì rất đẹp các bạn. Giờ mình sẽ nhấc khéo cái viền giò này sang. Các bạn nhấc viền xéo là giò này sang để làm gì không các bạn? Mục đích của viền giò này sang để cho việc loa của chúng mình nó bị rẻ nhé các bạn. Đây mình sẽ nhấc cái dòng này xuống để việc ta khi gây nhạc tránh loa bị rẻ. Đấy, mục đích của việc mình nhấc dòng sang này như thế. Samsung người đã thiết kế, người đã tính toán hết các bạn ạ, nhưng mình không thể tính hộ họ được. Cái này thì đã đủ, mình sẽ lắp mềm vào nhé. Bộ phận lút nguồn thì không được lưu ý cho bạn, mình sẽ phải nhấc ra rồi. Đấy, việc thay một cái vỏ điện thoại đâu phải dễ vậy. Các bạn mình phải lấy cái nút từ cái bộ vỏ cũ nhá sang. Đấy, cái nút sang để bấm cho nó dậy. Nút zin mà nó vẫn khác cái nút no, nút mới. Loa là có 5 châm thì các bạn nhấc ra chiếc vàng sẽ hay bị rơi.
Vâng, và giờ mình sẽ vặn ốc rồi nhé. Này mình đã lăn ra rồi và mình sẽ giờ sẽ vặn ốc vào các bạn nhé. Đây. Ốc rất to. Rồi mình nhảy đống ốc của ốc rồi thôi đây. Lát mình tìm bạn sau. Đây, mình dính thêm một con nữa này. Và mình lát xe bình để tìm cho bạn sau. Rồi mình chốt được còn một con đây để mình tìm cho bạn sau các bạn nhé. Vâng, và mình bây giờ đã hoàn thiện được xong phần mền với vỏ rồi. Và mình sẽ là vào nước vần màn. Phần màn thì các bạn đã rửa ra. Cần vệ sinh sạch màn hình đi nhé. Các bạn sẽ lắp cái tem ra này. Và mình các bạn sẽ ướm màn hình vào đây. Để gắn màn chuẩn nhất các bạn nên ướm vào đây nhé các bạn. Đấy, ướm vào đây. Mình sẽ tiếp tục để bóc cái màn hình, lên lông ở cái màn hình này. Đây, bóc tục màn hình. Ở đây thì các bạn đặt màn vào nhé. Đặt màn đây là chuẩn nhất luôn. Trước mình đẩy vào cho chuẩn nhất màn hình ra. Vâng, nhưng mình đã vào như thế này thì sẽ là chuẩn nhất các bạn nhé. Thì sẽ độ cân chính xác nhất. Mình vào sau thì nó sẽ vất vả hơn. Vâng, và mình đã vào được chuẩn, rất chuẩn các bạn nhé. Đây là màn hình mình đã vào chuẩn. Kính này có ứng riêng và màn hình hiển thị riêng. Và mình sẽ vệ sinh qua lại cái máy lần nữa. Để có khi cho vào. Và ở phần nút home này thì các bạn cắt một ít giấy này nhé để kê cho home cao lên, tại vì cái màn mới thay nó sẽ dày hơn là cái màn gốc thêm máy nhé. Mình sẽ cắt giấy để kê này cao lên hơn tí. Anh em mình đã cắt hỏng hết cái này của mình rồi. Nếu khi mình mệt thì mình rất nản bán hàng, mình sẽ rảnh rỗi ra chém gió cùng các bạn, làm cho các bạn xem. Đây là mình cái nước khôm được cũng ở khá cao rồi. Mình đã thử vào. Đây. Và mình sẽ là thứ nhất, bây giờ mình sẽ bôi keo với các bạn nhé. Mình sẽ bôi keo. Đây tiếp tục là cái loại keo mà chuyên dụng của dán màn hình ảnh điện thoại.
bôi keo, và trên phần đầu thì các bạn có thể bôi nhiều một chút nhé, nhưng mà các bạn phần dưới đấy các bạn không được bôi nhiều các bạn nhé. Các phần ria cạnh các bạn chỉ bôi đủ đều ria cạnh thôi, các bạn không được bôi nhiều quá, mình sẽ bôi không bôi nhiều quá. Mình sẽ lắp lại như vậy, mình sẽ vệ sinh qua cái phần camera đi cho các bạn nhé. Để hoàn thiện hơn thì mình sẽ vệ sinh qua phần camera trước cho sạch sẽ. Mình sẽ tiếp tục bắt đầu đến công đoạn này, đặt thu hôm và bấm thư và gắn màn hình các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn màn hình. Việc chúng ta đặt cái màn hình vào trước thì từ cái màn hình vào trước thì cái đặt vào sẽ cân các bạn. Đấy. Đấy, mình sẽ gắn vào màn hình đây. Đấy, cảm giác sẽ cân hơn các bạn. Đấy. Mình gắn đây chỉ phát bột thôi. Mình sẽ gắn cái nắp sắt vào chiếc Samsung này. Đây. Và cái nắp đĩa này sẽ đặt lắp lưng vào. Còn bục ốc thì mình sẽ vặn sau. Vâng, và xin đây và các bạn này, và mình đã khởi nguồn lên. Vâng, và mình đã hoàn thành phục hồi lại chiếc Samsung Z2 Prime này cho các bạn xem đấy nhé. Các bạn và mình chắc là mình cũng dừng tờ clip ở đây. Các bạn nếu thấy hay thì like và subscribe, chia sẻ giúp kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.